huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam bị loại nghiệt ngã. Việc bằng điểm Iran và Australia nhưng không thể vào tứ kết U20 châu Á 2023 khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối. Ở lượt cuối vòng bảng chiều 7 tháng 3, Việt Nam thua Iran 1-3 trong khi Australia đè bẹp Qatar 9-1. Cùng được 6 điểm qua 3 lượt trận, Việt Nam, Iran và Qatar phải xét thành tích đối đầu trực tiếp để xác định hai suất vào tứ kết. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 3 do hiệu số bàn thắng bại đối đầu thấp nhất là -1 trong khi Iran là 1 và Australia là 0. Sau trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xin lỗi người hâm mộ vì không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Chúng tôi bị loại hết sức nghiệt ngã vì điều lệ giải, ông nói. Trên sân Istiqlal, Việt Nam thủng lưới phút 36 sau cú đánh đầu của đội trưởng Mohammad Amin Hasbavi. Những điều chỉnh trong hiệp 2 giúp đội gỡ hòa phút 56 nhờ công Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, phút 75 Amireza Eslam Talab dê dắt phá vỡ hệ thống phòng ngự của Việt Nam trước khi căng ngang để Sai Sahakizan sút nối nâng tỷ số lên 2-1 cho Iran. Ông Tuấn cho biết thế trận thay đổi nhiều sau bàn gỡ, nhưng khi Việt Nam chuẩn bị thay người, đổi chiến thuật thì bất ngờ thua bàn thứ hai. Nhà cầm quân người Khánh Hòa sau đó chỉ đạo các cầu thủ cố gắng đưa bóng lên trên nhưng khó khăn vì hàng thủ Iran to cao. Đến phút bù giờ thứ tư, Hossein Nissat ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Iran sau pha phản công nhanh. Khi đó, Việt Nam cần ghi được một bàn vì tỷ số 2-3 sẽ giúp đội đi tiếp. Nhưng mọi nỗ lực của thầy trò ông Tuấn đều không thành. Dù bị loại từ vòng bảng, Việt Nam vẫn tạo nhiều dấu ấn khi thắng hai đội mạnh là Qatar và Australia. Màn trình diễn của họ cho thấy đây là lứa cầu thủ tiềm năng. Như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường hay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Các cầu thủ mới đôi mươi và còn nhiều thời gian ở phía trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng. Tôi tin lứa này sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.